ông Trump có thay đổi quan trọng về nhân sự hỗ trợ tranh cử. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chuyển hướng sang những cựu đồng sự năm 2016 nhằm thúc đẩy chiến dịch bầu cử trước đối thủ Kamala Harris. Cụ thể, ông Trump đã tái chiêu mộ các thành viên chủ chốt trong nhóm vận động tranh cử năm 2016 của mình để chuẩn bị cho quá trình tranh luận, bao gồm cựu đảng viên Dân Chủ Tulsi Gabbard. Ông cũng chỉ định các con trai và nhà tài trợ lớn lãnh đạo nhóm chuyển giao chính thức. Trong bối cảnh ứng viên Tổng thống từ Đảng Cộng Hòa vẫn đang ngang bằng với đối thủ Phó Tổng thống Kamala Harris trong các cuộc thăm dò. Corey Lewandowski, người quản lý chiến dịch thành công năm 2016 của ông Trump, sẽ trở lại để hỗ trợ Đảng Cộng Hòa trong đường đua vào Nhà Trắng tháng 11 này. Các đồng quản lý chiến dịch Susie Wise và Chris LaCivita cho biết trong một tuyên bố hôm 15 tháng 8. Quản lý Lewandowski sẽ tham gia cùng Taylor Budowick, Alex Pfeffer, Alex Bruce-Wish và Tim Murtaugh, những người được Wise và LaCivita mô tả là cựu binh của các chiến dịch trước đây của ông Trump. Đáng nói, ông Lewandowski từng bị chiến dịch của ông Trump sa thải ngay trước cuộc bầu cử năm 2016 sau khi bị cáo buộc lạm dụng một nữ phóng viên. Được đưa trở lại 4 năm sau đó để lãnh đạo một ủy ban gây quỹ ủng hộ Trump, ông đã bị sa thải một lần nữa vào năm 2021 vì những cáo buộc khác về hành vi sai trái tình dục. Các đồng sự Wise và LaCivita không nói rõ vai trò chính xác của ông Lewandowski và 4 thành viên trong chiến dịch năm nay. Nhưng ông Trump khẳng định với báo giới rằng Lewandowski sẽ là sứ giả cá nhân hoặc ở một cấp độ nào đó. Hiện ông Trump và bà Harris đang ngang bằng trong hầu hết các cuộc thăm dò, với việc bà Harris dẫn trước cựu tổng thống chưa đến 1%, theo dữ liệu do Real Clear Politics tổng hợp. Giữa những tin đồn rằng ông Trump đổ lỗi cho đội ngũ nhân viên chiến dịch khi không tận dụng được lợi thế khoảng cách dẫn trước 4 điểm của so với Tổng thống Joe Biden, ông đã nhờ đến sự giúp đỡ của cựu đảng viên Dân Chủ Tulsi Gabbard trước cuộc tranh luận sắp tới với bà Harris, tờ New York Times đưa tin hôm 16 tháng 8. Bà Gabbard là người phản đối mạnh mẽ chính sách đối ngoại can thiệp của Đảng Dân Chủ, được cho là đã kết thúc chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2020 của bà Harris chỉ bằng một màn trình diễn tranh luận duy nhất. Trong cuộc đối đầu năm 2019, bà Gabbard đã chỉ trích hồ sơ của bà Harris với tư cách là Tổng trưởng lý California. Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump, Caroline Levitt, xác nhận rằng cựu Tổng thống đã gặp bà Gabbard, tuyên bố rằng ông không cần chuẩn bị tranh luận theo cách truyền thống nhưng sẽ tiếp tục gặp gỡ các cố vấn chính sách được kính trọng và những người giao tiếp hiệu quả như Tulsi Gabbard, người đã thành công trong việc đàn áp được bà Kamala Harris trên sân khấu tranh luận. Nếu ông Trump giành chiến thắng trước bà Harris vào tháng 11, nhóm chuyển giao của ông sẽ do Linda McMahon, người đứng đầu cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, và do doanh nhân Howard Lutnick lãnh đạo. Hai nhân vật này đều là những nhà tài trợ chính cho chiến dịch tranh cử của ông Trump và sẽ tham gia nhóm chuyển giao, bao gồm ứng viên phó tổng thống J.D. Vance và hai người con trai lớn của cựu tổng thống, Donald Jr. và Eric. Ông Trump hứa giúp kinh tế Mỹ bùng nổ nếu tái đắc cử tổng thống. Trong bài phát biểu kéo dài một tiếng về vấn đề kinh tế tại Asheville, bang North Carolina, ông Trump cam kết sẽ làm cho giá cả ô tô, nhà ở, bảo hiểm và thuốc kê đơn giảm xuống. Đồng thời, vị cựu tổng thống cũng chỉ trích chính quyền tổng thống Joe Biden về việc giá cả leo thang ở Mỹ. Ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa đặt câu hỏi, có ai ở đây cảm thấy sung túc hơn dưới chính quyền của Joe Biden và Kamala Harris so với chính quyền Trump không? Nếu bà Kamala Harris đắc cử, sẽ là một cuộc khủng hoảng kinh tế mang tên Kamala, một cuộc suy thoái tương tự như năm 1929. Còn nếu tôi thắng, chúng ta sẽ lập tức khởi đầu một cuộc bùng nổ kinh tế hoàn toàn mới mang tên Trump. Sau khi ông Biden tuyên bố dừng nỗ lực tranh cử, hôm 5 tháng 8, Phó Tổng thống Harris đã được chọn trở thành ứng viên tranh cử Tổng thống của Đảng Dân Chủ, đối đầu ông Trump trong cuộc bầu cử vào đầu tháng 11 tới. Trong bài phát biểu, ông Trump cũng hứa sẽ tiếp tục chương trình giảm thuế mà ông khởi xướng vào năm 2017 khi còn là Tổng thống và khẳng định nước Mỹ sẽ trả hết nợ. Tuy nhiên, theo Ủy ban vì một ngân sách liên bang có trách nhiệm, CRFB, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên giám sát các vấn đề về ngân sách liên bang Mỹ, đề xuất gia hạn đạo luật về việc làm và cắt giảm thuế 2017 của ông Trump sẽ khiến thâm hụt ngân sách liên bang tới năm 2035 tăng thêm 5.000 tỷ đô la Mỹ. Tại sự kiện, đằng sau bục phát biểu của vị cựu tổng thống là một biển hiệu lớn với dòng chữ không thuế an sinh xã hội, không thuế tiền boa. Theo tính toán của CRFB, việc giảm thuế với phúc lợi an sinh xã hội sẽ khiến thâm hụt ngân sách liên bang tăng thêm 1,6 nghìn tỷ đô la Mỹ và thêm 250 tỷ đô la Mỹ nữa nếu giảm thuế tiền boa. Mức thâm hụt khổng lồ hiện tại của nước Mỹ sẽ giảm về không, đất nước chúng ta sẽ vận hành nhờ sức mạnh tăng trưởng, ông Trump hứa. Tuy nhiên, so với ông Trump,
bà Harris nhận được sự tin tưởng lớn hơn của cử tri trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế. Theo một cuộc khảo sát do tờ báo Financial Times phối hợp với trường kinh doanh Rose thuộc Đại học Michigan thực hiện, 42% cử tri được hỏi tin tưởng bà Harris hơn về chính sách kinh tế so với 41% người tin tưởng ông Trump. Tỷ lệ của bà Harris đã tăng 7 điểm phần trăm so với tỷ lệ tin tưởng dành cho ông Biden vào tháng trước khi ông ngừng tranh cử. Dù sức khỏe nền kinh tế Mỹ và số liệu việc làm vẫn tốt, ông Biden đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục cử tri rằng các chính sách kinh tế của mình mang lại lợi ích cho họ. Điều này vẫn tiếp diễn sau khi ông tuyên bố dừng chiến dịch tranh cử. Theo kết quả thăm dò, đa số người Mỹ vẫn xem lạm phát là mối lo lớn nhất. Trong khảo sát nói trên, chỉ 19% cử tri được hỏi nói rằng ở thời điểm hiện tại họ sống sung túc hơn so với thời điểm ông Biden nhậm chức vào năm 2021. Tuy nhiên, kết quả thăm dò cũng cho thấy bà Harris có khả năng tạo sự cách biệt với ông Biden về các vấn đề kinh tế. 60% cử tri được hỏi nói rằng Phó Tổng thống có thể thay đổi hoàn toàn hoặc phần lớn các chính sách kinh tế của ông Biden. Một tin tức lạc quan với bà Harris là dữ liệu công bố ngày 14 tháng 8 cho thấy lạm phát tại Mỹ đã giảm xuống còn 2,9% trong tháng 7. Đây là một trong những cơ sở vững chắc để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hạ lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tháng sau. Bà Harris dự kiến có một bài phát biểu về vấn đề kinh tế tại bang North Carolina để giới thiệu các chính sách kinh tế trước Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Dân Chủ vào tuần tới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!